Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lớp vẽ cô Trang. Hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh về đề tài phong cảnh nhé. Đây là bức tranh phong cảnh hôm nay của cô Trang. Cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh phong cảnh này. Có đồng con đường, có cỏ, có cây, có biển, có những đám mây, có cây to, có cây nhỏ, có những bông hoa nữa. Đây, bây giờ cô Trang sẽ dán bài này lên bảng để cả lớp chúng mình cùng vẽ theo cô Trang nhé. Dán bài lên đây và cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ ở phần dưới này. Đấy, cô Trang đã dán bài lên bảng rồi. Bây giờ cô Trang sẽ vẽ từng bước một rồi chúng mình cùng làm theo các bước của cô Trang nhé. Bắt đầu vẽ nào. Đầu tiên chúng mình sẽ vẽ cái con đường thứ nhất trước, xong mới đến con đường thứ hai, rồi tiếp tục đến con đường thứ ba. Vẽ gần phía gần trước nào. Chỉ cần một con đường đây thì đây là các hai bên là cỏ. Mình vẽ đường ngoằn nghèo là được, không cần phải giống y hệt của cô Trang nhé. Ngoằn nghèo lên xuống là được. Đường cong. Tiếp tục, chúng mình sẽ vẽ đường cong thứ hai để làm con đường thứ hai. Tiếp tục là con đường thứ ba nhỏ hơn. Cô sẽ vạch ranh giới bài vẽ sẽ đến được bên đây thôi. Bây giờ mình sẽ vẽ chia ra con đường đi thứ nhất. Tiếp tục đường đi thứ hai nhỏ hơn, không cần khớp với cái đường thứ nhất đâu. Tiếp tục chúng mình sẽ vẽ con đường thứ ba nhỏ hơn nữa. Bây giờ mình sẽ vẽ hai cái cây to này. Đầu tiên mình vẽ cái thân cây. Vẽ một cái thân cây nằm ở chỗ nào bất kỳ cũng được. Thân cây chia ra làm các cái nhánh cành nhỏ. Sau đấy mình tẩy lên chỗ đường đi qua cái cây đi, nó khuất sau cái cây. Mình sẽ vẽ tán lá. Tán lá. Các bạn vẽ xong chưa? Cái cây thứ hai ở bên phía bên này cũng vẽ tương tự với cây như bên này nhé. Vẽ một cái phần thân trước. Rồi mình xóa cái đường cắt ra vào cái thân cây này đi. Và mình cũng vẽ tán lá. Vẽ một con đường
nhỏ nhỏ ở đây, nó nối luôn ở bên này sang bên này, ở bên này tới trống. Vẽ hai ngôi nhà nhỏ, vẽ cái mái nhà, cái mái nhà của ngôi nhà thứ nhất, phần thân nhà, cái cửa, cửa sổ. Ngôi nhà thứ hai vẽ tự y hệt như vậy. Thêm cái ống khói nữa. Ba cái cây nhỏ ở đây mình sẽ vẽ như này. Một cái đường ngoằn ngoèo tạo ra hình tam giác không đều như này. Đấy. Nhìn như phần trên của cái kem. Sau đấy mình mới vẽ cái phần thân bằng hai đường thẳng như này. Thân cây. Đấy. Vẽ thêm một ngôi nhà ở đây nữa. Vẽ thêm một ngôi nhà ở góc bên này. Bây giờ sau khi vẽ nhà xong, mình sẽ chia một đường chân trời để vẽ biển và trời. Tạo một đường chân trời nằm ngang thẳng nối sang đây hết tờ giấy, thì cái khu vực này sẽ là biển, phần trên này sẽ là bầu trời. Biển thì sẽ có nước, và nước thì sẽ tạo ra thành sóng nước như này, lăn tăn như này để người ta biết đây là nước. Tất cả những cái chỗ khu vực phía đằng sau này đều là nước hết. Mình tạo nước bằng cách vẽ các cái đường cong uốn éo như dấu ngã này, dấu ngã dài. Đó. Mình có vẽ thể vẽ thêm núi cho nó sinh động. Núi thì nếu mà thừa góc này mình vẽ núi ở bên này. Còn ở đây nhỏ quá thì mình sẽ vẽ núi hẳn ra đây thôi. Đấy, núi khuất sau cái cây. Trên bầu trời thì mình có gì nhỉ? Mình vẽ những đám mây nào. Bây giờ mình sẽ vẽ cách vẽ đám mây. Vẽ một đường thẳng. Vẽ một đường thẳng. Và những đường cong tròn to nhỏ khác nhau đến hết cái đường thẳng đấy để tạo được một đám mây. Đường đám mây thứ hai cũng tương tự như vậy. Mình vẽ một đường thẳng và những đường cong to nhỏ khác nhau là được đám mây rồi. Vậy đám mây không hề khó đúng không nào? Đây là các hàng rào, các cái đường hàng rào hai bên đường này. Mình sẽ vẽ hàng rào. Hàng rào hai bên. Chỗ nào đi qua con đường và hàng rào cắt giao nhau mình phải tẩy đi. Dùng tẩy tẩy sạch. Muốn tẩy sạch được thì khi cái bước vẽ phác thảo như thế này, các bạn phải vẽ bút chì ấn nhẹ thôi nhé, đừng ấn đậm quá, rồi lúc tẩy nó hạn lên giấy đấy. Cuối cùng là mình vẽ với các trang trí thêm hoa lá xung quanh, vẽ thêm lá này. Hoa lá cỏ xung quanh cho nó bức tranh nó sinh động. Bức tranh muốn có sự sống sinh động thì bao giờ phải có cây cỏ hoa lá ra, nhìn nó mới có màu sắc. Bông hoa, đầu tiên vẽ bông hoa, vẽ một hình tròn làm nhị hoa, vẽ các cánh hoa, vẽ các cánh hoa, rồi kéo phần thân xuống
giữa hai cái cánh này thì mình sẽ kéo cái phần thân xuống, vẽ thêm lá. Thêm một bông hoa nhỏ. Bông hoa thì có bông to, bông nhỏ nhé. Đừng vẽ các bông đều nhau. Đấy, giữa cái hai cái cánh hoa mình sẽ kéo được phần thân xuống và vẽ thêm lá vào cho nó. Các bạn vẽ xong chưa? Cô Trang vẽ xong tranh rồi đấy, bây giờ chỉ đến bước tô màu thôi. Các bạn đã vẽ xong chưa? Nếu vẽ xong rồi thì chúng mình bắt đầu tô màu nhé. Chuẩn bị màu để tô nào. Đây, hôm nay cô Trang sẽ sử dụng hai hộp màu này, hai hộp màu sắc dầu để tô cho cái bài này. Các bạn dùng màu gì? Màu sáp hay màu sáp dầu đều được. Có màu xinh chưa? Màu con thỏ này. Có 36 màu. Nhiều màu. Các màu từ nhạt đến đậm luôn. Đấy. Mình cùng tô màu nha. Tô cái gì trước nhỉ? Cô Trang sẽ tô cỏ trước. Cỏ các màu xanh lá cây khác nhau. Màu xanh nhạt trước này. Các bạn phải tô kín mũi, kín giấy này. Tô cẩn thận, để lem ít thôi nhé, không bị lem ra ngoài là tốt nhất. Còn nếu mà lem mình lem một chút thôi. Tôi cẩn thận để rèn luyện tính kiên nhẫn của chúng mình ấy. Chỗ nào to thì mình có thể đưa cái tay nhé, dài hơn. Chỗ nào gần đến cạnh thì mình đảo cái chiều đưa bút theo cái cạnh đấy. Trang tô vào cái tờ tranh vẽ mà vào tờ giấy A3 to đùng, tô mãi mới hết luôn. Nền cỏ màu xanh lá cây, chỗ này mình sẽ tô màu xanh lá cây khác. Đừng tô tất cả vào chỗ cỏ cây hoa lá bằng một màu xanh lá cây nhé. Mình có nhiều màu xanh lá cây thì mình sử dụng hết. Chứ mình tô đúng một màu xanh lá cây á, nhìn bài nó buồn, nó xấu. Có nhiều màu xanh lá cây mình cứ sử dụng hết. Thank you.
thứ nhất. Bây giờ mình sẽ tô đến ngủ chỗ cỏ thứ hai bằng màu xanh đậm hơn, màu xanh đậm hơn. Ở giữa là con đường thì mình tô màu nâu chứ không tô luôn màu xanh lá cây vào. Mình phải tô một màu khác nhau. Đã xong, tiếp tục bãi cỏ thứ ba dùng màu xanh lá cây khác. Màu sắc dầu thì ưu điểm là tô màu nổi bật đậm đẹp, nhưng mà nhược điểm của nó là tạo ra rất nhiều vụn màu, nên là nếu mà tạo ra nhiều vụn màu ở trong quá trình tô thì chúng mình cầm bật bài, cầm cả cái bài gõ xuống bàn để rơi cái vụn màu ra, chứ đừng dùng tay phẩy như này là bẩn hết bài nhé. Mình sẽ dùng cái tay phẩy thì sẽ cái má tay này nó sẽ bôi cái vụn màu ra là bẩn hết bài, nên mình chỉ dùng tay gõ thôi, gõ cái bài xuống bàn để nó rơi vụn màu xuống. Và những chỗ nào tô rồi mình để tay như này mình tô này, chứ mình hoặc là mình giơ tô cao này, chứ mình đừng chạm này, mình dí thế này thì sẽ bẩn hết tay và bôi bẩn ra những cái chỗ trắng mà mình chưa tô. Đấy, cô Trang phải giơ thế này thì nó sẽ không, tay của cô không chạm xuống chỗ màu đã tô là bẩn bài, bẩn tay.
xe lá cây khác một chút. Màu xanh này một tô chưa đấy, chưa tô, tô vào đây. Bạn biết vì sao các ngôi nhà cô Trang vẽ nhỏ nhỏ không? Nhỏ hơn cả bông hoa này không? Bởi vì bông hoa này nó ở phía gần mình, gần thì nó to, xa thì nó nhỏ. Ngôi nhà nó xa tít ở cái bãi cỏ đằng cái xa thì bao giờ nó sẽ nhỏ hơn những cái vật thể ở gần. Nó có xa có gần. Cái gì mà mình thấy nó to to thì hóa ra là nó ở gần mình. Xa nhỏ thì nó sẽ nhỏ. Bây giờ mình sẽ tô màu con đường đi. Con đường mình sẽ chọn màu nâu. Màu nâu này đây. Màu nâu nhạt hơn mình sẽ tô ở đây. Nhìn gần như màu vàng luôn. Nâu sáng. Vàng nâu sáng. Con đường thứ hai mình cho màu nâu tối hơn một chút. Thứ ba màu nâu tối hơn. Tiếp đến tô màu thân cây, lấy cái màu tiếp theo nâu đỏ. Nâu đỏ, đây là nâu vàng, đây là nâu đỏ. Màu mà quá nhiều màu nâu, quá nhiều màu xanh lá cây luôn. Tha hồ tô. Tô luôn thân cây luôn này.
và cô Trang sẽ lấy màu xanh lục lam này, cô tô vào tán cây bên này, ba cây nhỏ này. Lấy màu nâu tô thêm, màu nâu tô thêm cây. Bây giờ mình sẽ tô các cái thanh hàng rào này, chọn một màu tím để tô, tím này tô các hàng rào. Tô mái nhà màu đỏ. Lấy một màu đỏ khác để tô vào cái mái nhà. Đây là đỏ hồng. Đây là đỏ cờ, đây là đỏ hồng. Mình lấy màu cam đậm, tiện lấy màu cam đậm luôn, tô nốt cái mái nhà còn lại. Các cái phần thân của ngôi nhà mình sẽ chọn các màu sáng để tô, màu vàng. Nhà người ta thường sơn màu sáng sủa chứ ít ai sử dụng màu tối để sơn nhìn nhà, mà màu tối thì nó bắt nắng, màu hồng nhạt nữa nè, màu hồng vintage rất xinh luôn. Tô lên thì nó hơi nhạt. Màu xanh nhạt này, xanh nhạt này. Các ô cửa thì mình sẽ lấy màu đậm hơn mình tô. Các ô cửa đậm. Các ô cửa này nhỏ, mình tô tất cả các ô cửa cùng một màu cũng được. Tô màu nước biển. Màu nước biển, màu xanh nước biển luôn.
Bây giờ cô Trang sẽ lấy màu hồng để tô bông hoa nhé. Mỗi bông hoa các bạn tô một màu cho nó nổi bật. Lấy màu vàng tô các nhị hoa. Bây giờ chúng mình quay tô nốt hai cái tán cây này nhá. Lại lấy màu xanh lá cây bên này. Đấy, bên này có màu xanh lá cây này mà ở đây không có. Tô vào đây. Ố, cô Trang bảo tô bông hoa hồng đang tô dở bông hoa mà cô quên mất rồi. Cô lại tô tán cây trước rồi, xong cô tô bông hoa vậy. Dừng lại uống nước cái mà quên luôn. Sorry. Tôi nốt tán cây rồi cô lại tô cái bông hoa nhé. Sáng cô Trang có đầu óc mà. Vừa bảo tô hoa lại chuyển sang cây. Xong rồi, bây giờ mình sẽ tô bông hoa nhé. Lấy cái màu hồng đậm này đang vừa nãy cô đang lấy dở. Tô vào đây. Ô, nhiều màu hồng đẹp nhỉ. Lại thêm màu hồng đậm nữa. Tô nốt vào đây xem nó khác gì nữa. Hồng đỏ. Wow. Đấy, cô kết hợp hai hộp màu với nhau. Thế là cô được nhiều màu xanh lá cây, nhiều màu hồng khác nhau. Tô nốt cái cây bên này bằng màu xanh lá cây này đi.
sắp xong bức tranh rồi đấy. Hơi mỏi tay một chút. Mỗi lần mỏi cô Trang đã vẩy vẩy cái tay, không cô lại tôi tiếp. Cố gắng hoàn thành xong bức tranh đẹp để treo lên tường. Đó. Bây giờ chúng mình sẽ tô lên núi đi. Lấy cái màu tím nhạt nhạt này này, tô núi. Lấy màu xanh lá cây này, tô nốt mấy cái lá ở dưới này, mấy cái lá nhỏ nhỏ. Bây giờ tô nền là xong. Cô sẽ sử dụng màu vàng này để tô nền cho nó sáng. Cô không tô màu xanh da trời vào cái nền trời này. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì chúng mình đã có quá nhiều màu xanh trong bài rồi. Có cả xanh nước biển rồi. Nếu mà mình tô thêm màu xanh nữa thì nhìn cái bài này nó cứ mạnh mẽ mà một màu. Nên cô sẽ chọn màu vàng để tô nền cho bức tranh thêm nổi bật. Màu vàng này rất đẹp luôn. Đấy, màu vàng, vàng này gọi là vàng thư ấy. Vàng thư. Vì nó đẹp nên là tô nhiều quá nó bị ngắm đi rồi. Cô chuyển cái kẹp ra đây để tô được cái chỗ này này. Những màu mà để tô nền thì thường là những màu ngắn nhất vì nó sử dụng nhiều, tô những mảng lớn, mảng to. Cô Trang sắp hoàn thiện bức tranh của mình rồi đấy. Các bạn đã xong chưa? Chuẩn bị khoe tranh với nhau như nào? Nhờ bố mẹ chụp ảnh không gửi cho cô Trang để cô Trang nhận xét nhé. Đây. Đã xong. Thank you.